Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Tôi yêu Việt Nam. Thì nội dung video ngày hôm nay thì mình đi quay cho mọi người vườn hoa hồng cổ nhung. Vườn hoa hồng cổ nhung đặc biệt. <laughs> vườn hoa hồng cổ nhung đặc biệt. Tại sao đặc biệt? Bởi vì ở trong cái khu cây cảnh này thì chỉ có ở đây là có rơi tầm 2 4 6 8 10. Rơi tầm 20 cây hồng cổ nhung. Mà thoát thân nó rơi tầm 1 80 90 đến 1 mét và chiều cao cây là 2 mét như vậy thôi nó không có nhiều đấy. cái dòng này thì ít không có nhiều đâu quanh của cây thì nó rơi tầm 12 Đấy, mà lây thân rất là đều đây mọi người thấy này đấy, hoa hồng cổ nhung đấy để được những cây hoa hồng cổ nhung như vậy thì là cũng đã phải mất vài năm rồi thứ hai rằng là đánh lên bịch như thế này để thứ nhất cây mà gửi cho mọi người không bị trột thứ hai dễ vận chuyển thứ ba là tất cả các cái rễ mà của cây là vẫn nằm ở trong bầu nó không bị trột trong cái quá trình đánh hay là vận chuyển tới cho một người đâu đấy đây đấy. và những mọi người chú ý nhá đây là những cái vết lứt xanh 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 ở trên cây này tức là gì tức là cây này nó vẫn còn lớn nữa nó vẫn còn lớn tiếp với cái dòng cổ nhung như này đấy cây này rơi tầm 1 mét này cây này thoát đúng một mét luôn và tán thì khá là đẹp đều đẹp ở đây ở đây thì không có mấy vườn nào có những cái dòng như này Đây thoát hơn mọi người nhìn Để tầm khoảng độ 10, 15 hôm nữa là cây nó khỏe Là nó bật mầm thì mọi người có thể nhìn nó một cách nó trực quan hơn Còn hiện tại thì nhìn cái cây của nó là Nó đang ở trong quá trình là bật mầm nhá Đang trong quá trình bật mầm Thì nhìn nó không có hoa Đấy đây này. Mọi người nhìn này Đây này Đang bật mầm đây này Đấy thấy chưa Mầm đỏ đây Mầm đỏ đây và để mà có một cây này là lâu đấy thứ hai là ở đây không không vườn nào có cái dạng này đâu vòng nhung này đâu đây này đấy mọi người thấy chưa đấy những cái dòng hồng nhung mà to như thế này thì thường thường để dành cho các bác nào sưu tầm thôi một hai cây thôi chứ còn để mà mua với cái số lượng lớn như vậy mà với 20 cây này thì ít ít mua ít ít có khách hay là có cái thợ nào mua cả bởi vì những cái dòng này giá nó khá là cao cái thứ hai rằng là cái 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 tính rủi ro mà khi mà có những cái cây này ý, về về mua mua về mà để lại để tại vườn ấy mà trước tiên là cái giá thành nó cao rồi lại để nguyên tại vườn trong khi đó hai chục cây này thì nó khá là đắt tiền đấy nếu chăm không tốt là có thể rằng là cây nó bị hao hụt đấy đây chưa đây này còn các bác nào mà dành để mà siêu tầm cây ý, thì chơi cái dòng này được một hai cây là về chăm nó cũng khá là ok chưa còn bên kia là đấy cả kia là hồng đỏ cũng hồng nhung đấy nhưng mà đỏ lát nó quay sang cho mọi người để xem cái form hoa của hoa hồng nhung như thế nào để mọi người biết rằng là một cách trực quan hơn đây đây tiếp theo này cái tiếp theo cái này thoát thân rơi tầm 70 mươi à đâu rồi tầm bảy năm tám mươi đấy vành nó rơi tầm mười còn uh, cũng có những cái cây ở trên kia là hầu hết là cái tạng hai hai chục cây này ít cái tạng cây này ít nhất là thoát thân là từ 80 mươi nhá đến một mét nhá cái thứ hai là vành gốc của cây thì nó rơi vào tầm trung bình ý. Trung bình là 9, 9, 10, 11, 12 Đó, 9, 10, 11, 12 chưa? Đấy. Thì mọi người có thể nhìn nhìn thấy một cách trực quan hơn Đấy, tiếp theo là lát nữa mình sẽ quay hết hai hai chục cây này Đây một cây này, bên này một cây này Đấy, thì mình sẽ sang bên cạnh bên kia thì để mọi người nhìn cái form hoa của nó đẹp như thế nào Nhưng mà cái dòng hoa hồng nhung này thì Đây này riêng những cái, cái 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 mầm của nó không thôi mà cũng đã to tướng này rồi mà mọi người nhìn thấy chưa to này rồi mà Cái dòng hồng hồng nhung này thì, thì, vừa chơi sắc vừa chơi hương Nhưng đổi lại thì nó nhanh tàn lắm Vài hôm nó tàn thôi 3-4 hôm là là nó tàn thôi Đấy Nếu mà như trong khí hậu miền Nam ấy Thì là chỉ tầm một sáng là là chiều là tàn rồi Bởi trong ấy nó nắng mà Đây phong hoa hồng nhung này đấy, Mọi người thấy chưa đỏ chưa Đẹp chưa Đây này ấy hồng nhung này Đấy phong hoa của nó đấy Thơm lắm Thơm nừng luôn Đây này người chưa Thơm lắm Thơm cực kỳ luôn Mọi người thơm lắm cái dòng này cái dòng này nó khỏe mà nhân giống cái dòng này nó cũng dễ nhá đây mà cái dòng này nó toàn vươn cành cao luôn nên là tìm tìm thoát thân để lấy những cành thoát thân nó dễ cực kỳ luôn không khó như các cái dòng khác còn cái dòng hồng nhung mà lấy thoát thân nhánh đây là những cái mầm này toàn thoát thân giờ tầm 60 mươi này Đó. nên lấy lấy thoát thân dễ lắm và đặc điểm của loại này là thơm các cái chị em hay là có cái các cái bác nào ấy mà 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 làm cái cái này này khi mà hoa nó tàn ấy mình lấy cái hoa này, này xong là cho vào cái bát kiểu như hấp cách thủy lên này à, cho vào cái xoong xong là để một cái bát ở giữa để bát ở giữa xong là hấp theo theo kiểu cách thủy ấy, xong lấy cái nước đấy làm cái nước tinh khiết ấy. làm cái nước nước hoa hồng nước dưỡng da hoa hồng ấy rất là thơm luôn đấy cái này là được một người bạn <laughs> chia sẻ ngày xưa <laughs> có bác có hỏi mình rằng là À, sau sau vườn mà mình chăm tra, sau vườn thì mình chăm lại tốt vậy và cái uh, hoa hoa nó đẹp như vậy mình cũng chăm nhưng ở trên uh, kiểu ban công ấy thì cây nó không được khỏe cho lắm ấy thì mình uh, uh, bảo bảo là cái cách mà mình chia sẻ cho nó cái hoa đẹp ấy thì mình nghĩ tới là việc đó chính là ánh ánh sáng thứ hai là ánh ánh sáng uh, giá thể là một phần nhưng ánh sáng nó cũng rất quan trọng ánh sáng của uh, mình mọi người để ở tầm ban công ấy, thường thường là nắng nắng quá thì lại cho ra ngoài, à cho vào trong thì thành ra là nó bị nó thiêu nắng, thành ra quang hợp cây quang hợp nó kém, cây quang hợp nó kém rồi thì hoa của nó cũng hay là các cái hoa và cành lá tán nó cũng sẽ kém theo, đấy, thì là cây nó bị yếu. Con đâu ở ngoài ruộng như thế này là quanh năm suốt tháng đây này, quanh năm suốt tháng như thế này thì có cái gì đâu, mà khó đâu, đây. Đấy, đây này nhung chưa đấy cái phong hoa đấy hoa hồng nhung này cái, cái, đợt nó lúc mới lở nhìn nó đỏ tươi đỏ tươi luôn hoa hồng nhung còn nếu mà để mà cái màu nó đẹp thì phải kể đến là hoa hồng cuối son Cuối son cái son hòa, phòng hòa đẹp lắm Phòng hòa nó mênh mông này đây là những cái dòng cây nó thoát nó rơi vào tầm độ 1 mét này này và vành nó tầm 11 12 như này đấy. cây này, cây này khỏe lắm rồi cái này khỏe không? bác nào mà trồng mà hai nhà mới xây cần hai cây hồng ở hai bên thì có thể chơi được hai mấy cái dòng này này tại sao thứ nhất là cái cây của nó tán cây nó khá là đều Đấy, cây khá là đều thứ hai là cây nó cao mình cần khi mà vừa mới xây nhà xong cần cái không gian rộng này đây cái vườn hồng này mình quay trước tết này. nhiều thế bây giờ đánh vãn rồi đâu gì còn đâu gì còn đâu thoảng của bác bảo mua một hai cây một hai cây trong này còn kỳ kèo giá kỳ kèo giá thì thôi ơ mà hơi thời gian đâu mà đi kỳ kèo giá với các bác làm gì đây này đấy chờ đấy phòng hoa này to chưa hoa chính ra cái cái dòng hồng nhung này mình có rất là nhiều ảnh cái dòng hồng nhung này nhé. cũng buộc dây đỏ dây điếc hết này bán hết rồi đây là như cây à, à, tán à, hình nón này được này. hình nón hay được Tổ mấy, mấy, hôm vừa rồi nó mưa kinh quá Mưa kinh quá Mưa Mưa cho là nó không có nắng nó Nhão hết cả cả đất cả cây đấy. Đấy, Hơi lan man rồi đấy Lại đi lan man đi lung tung rồi. <laughs> Tập trung vào cái hồng Cái cây hồng Nhung mà thoát thân rơi tầm 1 mét này nhá Tập trung vào đây nhá Đây Người gì nhìn chưa đấy. Tập trung vào đây đấy, Đây một cây này Cây này là rơi uh, chiều cao là rơi chiều cao cây là 2 m này. Thoát thân rơi tầm uh, 75 đến 80. Vành của nó là 12, 11 12. Đấy, cây tiếp theo, đây cây này thoát thân 1 m. Đấy, là uh, cao cũng là 2 m này. Đấy. Đây là cây thứ hai, cái thứ ba này, đây cái thứ ba này. Đấy. Tổng cây này đấy. Những cây này là rất ổn định rồi, không không phải lo no đâu. Gửi luôn về là trồng tự sống. Mà cái dòng này nó khỏe lắm. Các bác có hỏi là cái cái phải gửi cây cho các bác phải bao sống. Ui cái mùa này. Cái mùa này thì có mà có muốn nó cũng cũng không chết được. Tại sao? cái mùa này nó là mùa xuân, mùa đâm chồi lẩy lộc đây này, Cái bọn hồng tố lữ đây này. Nọc nó đỏ ửng cái này. Đấy, tố lữ đấy. đấy đây này. Nó mùa này độ ẩm nó cao, cây nó khỏe mầm gì nó nó khỏe lắm nó bơm đâm chồi lộc mầm chứ hơi đâu mà chết được cái mùa này mùa này có bói không thể nào chết được cái mùa này. Đấy. đấy Hồng Nhung đây những cái dòng này dòng nhỏ hơn dòng nhỏ hơn đấy, dòng nhỏ hơn, đấy, dòng, nhỏ hơn. Đấy, dòng nhỏ hơn thì đấy thì um, cũng rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua thì cũng đã ủng hộ mua cây thì bác nào mà cần uh, cây uh, hồng uh, tất cả các loại hồng cổ À, trừ vành hoa ta. Mà trừ trừ vành hoa. Vành hoa không trăm được. <laughs> Tất cả các loại hồng cổ trừ vành hoa thì có thể liên hệ qua số điện thoại 03543 98599 hoặc Zalo 03543 98599 để có thể giao lưu giao lưu cây cùng ừ. với mọi người. Đấy. Đây này, thấy chưa? Thơm lắm, đây cả ông ở trong kìa. Cái dòng này chính ra là vừa à, vừa thơm mà lại ong lại kiếm được rất nhiều là nhiều phấn. Đấy, cái mật ong thì nó là à, sắp tới là đến cái mùa nhãn là hương nhiên rồi đấy. mình cũng sẽ quay nhiều về 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 cái mật ong nhãn nhé, mật ong hoa nhãn nhé. xong là tiếp theo nữa nó là xong mật ong hoa nhãn rồi thì nó lại chuyển sang là mùa nhãn mình sẽ làm nhiều video hơn, bởi vì ba cái tháng mùa hè đấy là hoa hồng nó xuống đó, nó yếu nó không được khỏe nó nắng mà thì uh, lúc đấy mình sẽ chuyển về bên mật ong và bên uh, nhãn nhiều hơn để quảng bá cho cái hương nhiên của mình là vào mùa nhãn còn hiện tại đầu xuân này thì cứ hoa mà chơi thôi ai chẳng thích trồng hoa trồng hoa quanh năm luôn rồi thì video này cũng khá là dài rồi thì hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo chào mọi người nhé chúc mọi người có những phút giây thật là thoải mái khi xem kênh của mình sẽ có ngắm được những cái bông hoa đẹp mà trực tiếp tại vườn Đấy. Gió mấy hôm vừa rồi mưa, hôm nay mới được gọi là có tí nắng, tí là nhìn hoa nó có sắc ngay đây này rồi chào mọi người nhé